kính chào quý khán giả đang đến với chương trình tin tức đồng tây được phát sóng trực tiếp vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày. Kính thưa quý khán giả, hôm qua đã có hàng ngàn em vui vẻ và không ít trường hợp tiếc nuối buồn bã sau khi biết được kết quả thi trung học phổ thông quốc gia. Và điểm số năm nay đã nói lên điều gì, đáng mừng hay lo? Chương trình hôm nay sẽ có cái nhìn toàn cảnh về vấn đề này cùng các thông tin đáng chú ý sau. Kính thưa quý vị, hôm qua Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố phổ điểm ở các khối. Nhìn vào tất cả các môn thi đều thấy là phổ điểm có xu hướng lệch sang phải và điểm trung bình là từ 4 đến 6, điểm trung vị gần bằng với điểm trung bình ở các môn. Bên trái của đỉnh có độ dốc thấp, chứng tỏ là mức điểm tương đối gần nhau, không có chênh lệch quá lớn. Bên phải của đỉnh này có độ dốc lớn, cho thấy độ phân hóa rất cao. Nhìn vào phổ điểm này thì tiến sĩ Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo đã khẳng định. Nhiều người cho rằng phổ điểm hình chuông úp ngược mới đẹp. Nhận định này chỉ đúng với kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng trước đây, khi mục đích sàng lọc phân loại cao. Còn kỳ thi trung học phổ thông quốc gia có nhiều mục đích, trong đó chủ yếu để công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thì phổ điểm lệch phải mới hợp lý. Theo đó, số bài thi đạt điểm 5-6 sẽ nhiều, đáp ứng mục đích xét tốt nghiệp. Trong các môn thi thì chỉ có ngữ văn là không có điểm 10. Ngoài trừ môn sử vẫn giữ màu u ám thì có một môn đã lên ngôi. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin sau. Theo đánh giá, điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 vừa công bố cao hơn so với năm ngoái từ 10 đến 20%. Cơn mưa điểm 10 năm nay dành cho môn giáo dục công dân với 784 bài thi. Đây cũng là môn có điểm thi khả quan nhất với điểm trung bình 7.37. Điều này cũng dễ hiểu vì đây giống là môn thi cứu điểm cho thí sinh bởi kiến thức môn học gần gũi cuộc sống. Cả nước có hơn 3.000 bài thi bị điểm liệt thì môn ngữ văn đã chiếm tới 1.265 bài, trong đó có 9 bài thi không điểm. Môn lịch sử và tiếng Anh lại tiếp tục đội sổ về kết quả thấp nhất trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay. Cụ thể, môn tiếng Anh có 68,74% thí sinh có bài thi dưới điểm trung bình. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục Đào tạo, dựa trên phổ điểm đã thể hiện sự phân hóa rất rõ về vùng miền. Trong khi các đô thị lớn có điểm thi tiếng Anh ở mức cao, thì các tỉnh vùng sâu, vùng xa, nông thôn có điểm lại không cao. Ở môn lịch sử, dù được đánh giá là dễ thở hơn năm ngoái, và điểm trung bình môn thi này cũng nhỉnh hơn mỗi năm là 4.3, cao hơn năm ngoái, chỉ đạt 3.79. Tuy nhiên, lại có tới 70,01% số bài thi dưới điểm trung bình. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, thống kê cho thấy, đa phần thí sinh trong số này chỉ dùng để xét tốt nghiệp nên thí sinh không tập trung học để có điểm cao môn này. Ngoài ra, cũng có thể do phương pháp dạy trong trường chưa có đổi mới, chủ yếu bắt học sinh học thuộc lòng nhiều sự kiện, học sinh chưa hứng thú học nên kết quả không cao. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục cho rằng, môn lịch sử và tiếng Anh đã phản ánh đúng thực trạng dạy và học các môn này ở phổ thông từ nhiều năm nay. Môn tiếng Anh số lượng dưới trung bình nhiều, nhưng số lượng điểm trên 8 cũng lớn. Lý do thực tế là sự chênh lệch chất lượng giảng dạy giữa thành thị và nông thôn. Cần sớm tìm ra nguyên nhân và có giải pháp để khắc phục cách dạy và học hai môn này trong thời gian tới. Một kỳ thi được siết chặt quy chế, quản lý chặt chẽ điểm thi cho đến giờ chót. Cho nên kết quả có được cũng đã phản ánh đúng chất lượng dạy và học. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia có 3 mục tiêu chính, đó là dùng kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, cung cấp dữ liệu để các trường làm cơ sở xét tuyển đại học, và cuối cùng là cung cấp thông tin đánh giá chất lượng giáo dục các địa phương. Trong lúc này, một trong những điều mà người làm trong công tác giáo dục thắc mắc đó chính là thí sinh ở tỉnh thành nào sẽ có mức điểm cao nhất tại các khối thi. Mời quý vị và các em cùng tham khảo. Theo đó, thí sinh có mức điểm cao nhất năm nay là của các tỉnh Thanh Hóa, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh và thành phố Hà Nội. Cụ thể, thí sinh đạt mức điểm cao nhất ở tổ hợp 3 môn thi là thí sinh của Phú Thọ với mức 29,8 điểm. Ở tổ hợp khoa học tự nhiên, thí sinh có mức điểm cao thứ hai là thí sinh của Nghệ An với mức điểm 29,1 điểm ở tổ hợp khoa học xã hội. So với thí sinh của tỉnh Phú Thọ, điểm các môn còn lại của thí sinh này khá thấp. Cũng ở khối khoa học tự nhiên, thí sinh có mức điểm cao nhất là của tỉnh Thanh Hóa với mức điểm là 29,5 điểm. Ở khối thi này, còn có 2 thí sinh đạt mức điểm 28,8 điểm
trong đó có một thí sinh của Thanh Hóa và một thí sinh của Phú Thọ. Chúng ta thấy năm nay số liệu phản ánh khá đúng bản chất lực học của các tỉnh. Đất học Hà Nam Ninh truyền thống không thể bàn cãi. Và điểm môn ngoại ngữ dẫn đầu bởi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ phản ánh đúng thực trạng là các địa phương này có mật độ tập trung công nghiệp quá rất cao, nên con em được ý thức đầu tư học ngoại ngữ nhiều hơn. Dù cả nước không xuất hiện thủ khoa đạt 30 điểm tuyệt đối ở tất cả các khối xét tuyển đại học, tuy nhiên vẫn có những điểm 10 ở một số môn thi. Thống kê ở Nghệ An, địa phương này có đến 33 thí sinh có môn thi đạt điểm 10. Trong đó, môn thi có lượng điểm 10 cao nhất là giáo dục công dân với 19 bài thi. Trường có nhiều thí sinh đạt điểm cao nhất tại Nghệ An là trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bộ Châu với 8 thí sinh. Thưa quý khán giả, như đã nói lúc nãy, môn lịch sử và tiếng Anh lại tiếp tục đội sổ về kết quả thấp nhất trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay. Với môn lịch sử, dù được đánh giá là dễ thở hơn năm ngoái, và điểm trung bình môn thi này cũng nhỉnh hơn mọi năm là 4,3 điểm. Tuy nhiên lại có tới 70% số bài thi dưới trung bình. Nói như vậy thì cũng không có nghĩa là trong gần 900.000 thí sinh đi thi, không có thí sinh nào đạt điểm cao môn lịch sử, vừa khô khan vừa dài và khó nhớ này. Cái khó nào cũng đều có bí quyết cả. Như chia sẻ của một nam sinh ở Cà Mau sau đây, thì em đã xuất sắc đạt điểm tuyệt đối khiến ai cũng đều tâm phục. Đó là em Bùi Hữu Duy, học sinh lớp 12A8 trường Trung học Phổ thông Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đạt được điểm 10 môn sử. Càng vui hơn khi môn em lo lắng là môn văn, đạt được điểm 9. Em hy vọng sẽ trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát Nhân dân. Được biết, điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia của Duy lần lượt là Toán 7.2, Ngữ văn 9 điểm, Lịch sử 10 điểm, Địa lý 7.25, Giáo dục Công dân 9 điểm và Tiếng Anh là 7 điểm. Nói về điểm số tuyệt đối môn sử, Duy cho biết em có đam mê với môn học này từ lâu. Để đạt được kết quả trên, ngoài học thuộc những kiến thức trong sách giáo khoa, em còn tự tìm thêm bài tập đề lịch sử ở trên mạng để học tham khảo. Chính bí quyết này mà Duy được nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn sử của trường. Nói về kết quả thi môn lịch sử, hầu như năm nào điểm thi môn này cũng thấp. Nếu như môn toán, lý cần nhất thông minh và tư duy logic, văn học đòi hỏi sự năng khiếu, cái duyên và sự sâu sắc trong tâm hồn, thì lịch sử, địa lý cần chăm chỉ và tư duy khoa học. Thực chất mà nói thì khó ai bắt đầu chuyện học mà cảm thấy là nó giỏi cả, và phải cả là một quá trình dày công khổ luyện. Bí quyết giỏi sử của em Bùi Hữu Duy vừa rồi cũng chưa phải là quá cao siêu. Điều quan trọng là đam mê, nghiên cứu của bản thân và cách truyền cảm hứng của giáo viên sẽ là một cái chất xúc tác để các em học tốt môn học này. Thưa quý khán giả, như vậy là sau khi biết điểm thi vào ngày 14 tháng 7, ít nhiều sẽ có những bài thi mà điểm thi không được như mong đợi của các thí sinh. Vì thế, nếu thấy điểm số của mình sai sót, chênh lệch quá so với dự đoán, các em có thể nộp đơn phúc khảo ở nơi đăng ký dự thi, hạn cuối là ngày 23 tháng 7. Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi, nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong 10 ngày kể từ khi công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến hội đồng thi. Trong 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả cho thí sinh. Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm công bố từ 0,25 trở lên được điều chỉnh. Trường hợp lệch 0,5 trở lên, hội đồng thi phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo. Nếu thấy biểu hiện tiêu cực, phải xử lý theo quy định. Với bài thi trắc nghiệm, thành viên ban phúc khảo đối chiếu từng câu trả lời, đã tô trên phiếu trả lời và kết quả tệp đã quét lưu trong máy tính. Nếu sai lệch, phải xác định rõ nguyên nhân, sau đó in kết quả chấm trước và sau khi sửa lỗi để lưu hồ sơ. Điểm chấm lại của ban phúc khảo bài thi trắc nghiệm được trưởng ban ký duyệt là điểm thi chính thức của thí sinh. Thưa quý khán giả, thời điểm biết điểm thi cũng đồng thời là cao điểm, nhiều học sinh bận rộn cho việc tham khảo nhiều ý kiến, chọn lựa phương thức tuyển sinh khác, nhất là xét tuyển học với ngành học phù hợp với năng lực. Nhưng ở đâu đó lại có trường hợp khá đặc biệt mà nếu ai biết qua cũng đều cảm thấy tiếc. Đó là trường hợp của em Tô Văn Phú, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam. Phú là nam sinh bỏ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sau khi chứng kiến cảnh cha mình đâm chết mẹ. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, năm học 12, Phú đã đạt học lực trung bình, hạnh kiểm khá. Điều kiện để em Phú được đặt cách đầu tốt nghiệp là điểm môn ngữ văn phải 5 điểm. Tuy nhiên, trong kỳ thi vừa qua, em Phú chỉ thi được 3 điểm môn ngữ văn.
hiện trường cấp 3, nơi Phú theo học, đang hướng dẫn em này làm đơn phúc khảo để xem có thay đổi được điểm môn này hay không. Nếu được 5 điểm, em này vẫn được đặt cách tốt nghiệp. Sở đang liên hệ và tìm những trường nghề phù hợp với Phú để giúp em có nghề lập nghiệp nếu không được đặt cách tốt nghiệp trung học phổ thông. Thưa khán giả, gần đây nhiều học sinh Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế giành được giải cao. Mới đây nhất thì cả 5 học sinh của Việt Nam dự thi tại Olympic vật lý quốc tế lần thứ 50 đều đạt giải. Với thành tích này, đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng thứ 4 sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga. 3 học sinh đoạt huy chương vàng là Trần Xuân Tùng, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Nguyễn Xuân Ưng, trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Riêng Nguyễn Khánh Linh, trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, vừa đoạt huy chương vàng, vừa đạt giải đặc biệt nữ sinh có thành tích cao nhất Olympic. Dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đón và chúc mừng thành tích của đoàn dự thi Olympic vật lý quốc tế năm 2019 tại sân bay quốc tế Nội Bài vào sáng ngày mai 16 tháng 7. Thành tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic vật lý quốc tế năm nay tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông, đồng thời khẳng định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi, cùng sự cố gắng của các địa phương, các em học sinh, các thầy cô giáo tham gia công tác học sinh giỏi trong thời gian qua. Trước khi đến với những tin mới tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện hình ảnh ấn tượng tuần qua. Từng gây chấn động dư luận vào đầu năm nay qua các vụ việc diễn ra tại chùa Ba Vàng như tổ chức lễ thỉnh vong, giải oan gia trái chủ, trong đó có việc gọi vong trả nợ cho vong bằng tiền hoặc lao động không công là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống. Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm hiến chương giáo hội, làm tổn thương đến thanh danh giáo hội, tăng đoàn. Trong diễn biến mới nhất có liên quan, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bãi nhiệm tất cả các chức vụ của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam do những sai phạm đã xảy ra tại chùa trong thời gian qua. Trong tuần qua, một đề xuất được nhiều người truy cập đó là chuyện cai lưu. Từ Facebook đến báo chí, phần lớn ai cũng lên tiếng cho rằng ý kiến dùng cái lưu để chống ngập của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thị Hồng Xuân là không có tính khả thi và phi thực tế. Nhiều người phản ứng như thấy nước ngập phố như thế thì cái lưu làm sao chứa được. Tuy nhiên, người ta làm khoa học tính bằng số liệu khả thi cả. Vấn đề ở đây, nếu Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồng Xuân đừng dùng từ cái lưu mà dùng một cụm từ khoa học hơn, đó là hệ thống thu và tái sử dụng nước mưa, thì có lẽ đã không gặp phải nhiều phản ứng. Trong sự kiện và hình ảnh tuần trước, chúng tôi có thông tin về cuộc hội ngộ đầy nước mắt cùng biết bao điều chưa thể tỏ bày của chị Hon khi gặp lại người mẹ già ở cái tuổi gần đất xa trời. Bởi quá ngày dài tin vào lời những kẻ buôn người tàn độc chôn vùi cuộc đời chị hơn 20 năm nơi xứ người đầy khổ cực. Và mới đây, như câu chuyện cổ tích 25 năm lưu lạc bị lừa bán làm vợ xứ người, các nạn nhân đã gặp lại người thân trong sự xúc động nghẹn ngào. Người vừa trở về là chị Phạm Thị Cải và chị Phạm Thị Nhạn. Cả hai năm nay đều đã gần 50 tuổi. Ngày rời nhà đi, cả hai đều đang ở thị con gái. Ngày trở về, cả hai đã tóc bạc da mồi. Chị Nhạn may mắn khi trở về còn gặp được cha mẹ. Còn chị Cải khi rời nhà đi, cha mẹ mới hơn 40. Nay về thì cả cha và mẹ đều đã khuất núi. Ngày mới tìm về tới nhà, chị chạy quanh tìm cha mẹ. Biết cha mẹ đã mất, chị quặn thắt lòng. Cha mẹ chị đã không thể chờ đến ngày gặp lại con. Sống nơi đất khách quê người, cả hai luôn đau đáu mong được trở về quê hương. Bởi vậy, mặc cho hai chị không thạo tiếng mẹ đẻ, không một tờ giấy tùy thân, nhưng nhờ sự giúp đỡ của cơ quan chức năng, hai chị đã trở về bên gia đình thân yêu của mình. Một lần nữa xin chúc mừng cho các chị. Đây có lẽ là phần thưởng ý nghĩa nhất mà ông trời đã ban tặng cho những ai luôn hướng về cuồn cội. Thưa khán giả, thời gian gần đây, rất nhiều cuộc gặp gỡ cảm động của những đứa con đột nhiên mất tích sang xứ người thông qua mạng xã hội mà được đoàn tụ cùng người thân. Chuyện cứ ngỡ như mơ, nhưng đó lại là sự thật. Ngoài chị Nguyễn Kim Hon, sau 22 năm lưu lạc ở Trung Quốc, gặp lại được gia đình ở Bạc Liêu,
Chị Bùi Thị Mơ, 26 tuổi, quê ở Cà Mau, cũng đoàn tụ gia đình sau 6 năm lấy chồng nơi xứ người. Rồi cuộc trùng phùng đẫm nước mắt của hai người phụ nữ sau 25 năm bị bán nơi xứ người. Mà quý khán giả vừa xem thì chúng tôi cũng nhận được tin người phụ nữ đã bất ngờ tìm được gia đình sau 24 năm lưu lạc nơi đất khách. Đoạn clip sau đây tiết lộ đôi chút về khoảng buồn thẳm sâu của chị. Ngày 13 tháng 7, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ Việt Nam tâm sự về việc chị lưu lạc ở Trung Quốc hàng chục năm. Theo diễn biến ban đầu của sự việc, chị Lan lấy chồng ở vùng núi Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Sau đó do tin tưởng lời dụ dỗ, chị đã bị lừa sang Trung Quốc để làm thuê và từ đó mất liên lạc với gia đình. Mặc dù đã xa quê 24 năm, nhưng chị Lan vẫn hy vọng sẽ có ngày được trở về quê hương. Chị Lan quay clip đăng lên mạng xã hội tâm sự về việc mình lưu lạc ở Trung Quốc nhiều năm nay và mong muốn được trở về quê hương. Trong đoạn clip, chị Lan chia sẻ quê ở đội 12 gần chợ Đình, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Hiện gia đình chị Lan đã làm đơn trình báo chính quyền địa phương để nhờ giúp đỡ đưa chị Lan về nước. Từ câu chuyện của chị Lan, chị Hon và chị Mơ, mấy ngày qua đã cho thấy một thực trạng về những vụ buôn bán người diễn ra ngày một nhiều, tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi. Trong khi những nạn nhân đa số là người nghèo khó, nhận thức pháp luật chưa nhiều nên khi sang bên kia biên giới phải nhận lấy muôn vàn đắng cay suốt thời gian dài. Và chúng tôi mong sẽ không còn những câu chuyện tương tự như vậy xảy ra, không còn những phụ nữ chịu nhiều bất hạnh như vậy nữa. Sau hàng loạt vụ quả quạng thiêu cháy nhiều cánh rừng ở miền Trung lắng xuống, thì bà quả tiếp tục gây ra thảm họa mới. Chỉ trong vòng đêm 13 rạng sáng qua đã ghi nhận 2 vụ cháy lớn thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Vào khoảng 6 giờ sáng qua, người dân tại ấp 8 xã Thế Bình, huyện Thế Bình, tỉnh Cà Mau hoảng hốt khi phát hiện một đám cháy bùng phát dữ dội tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Nguyễn Nhung, chuyên kinh doanh xăng dầu, và sau đó là tiếng nổ lớn. Công an tỉnh Cà Mau đã điều động 3 xe và hàng chục cán bộ. Khoảng 30 phút sau mới dập tắt được đám cháy. Được biết, trước thời điểm xảy ra cháy thì xe bồn đang nhập nhiên liệu cho cửa hàng xăng dầu. Vụ quả quạng khiến cho 2 người bị bỏng nhẹ. Trước đó khoảng 23 giờ đêm ngày 13 tháng 7, một vụ cháy đã xảy ra tại chợ trung tâm huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk, thiêu rụi 45 kiosk bán hàng của các tiểu thương. Đây là khu vực tập trung bán vàng mã, quần áo, đồ nhựa nên ngọn lửa lan rất nhanh. Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động hàng chục xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Dù quả quạng không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hàng hóa trong diện tích 1.500 m2, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Tối ngày 14 tháng 7, nguồn tin từ công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho hay đã bắt được nghi phạm cướp cổ tài xế xe ôm Grab cướp xe máy tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức vào ngày 10 tháng 7. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm cướp cổ tài xế để cướp tài sản tên là Ngọ, quê tỉnh Nghệ An, bị công an bắt giữ vào trưa ngày 14 tháng 7 tại một nhà trọ trên địa bàn phường An Bình. Đây cũng chính là khu vực tên cướp đặt xe Grab, sau đó yêu cầu chở đến phường Bình Chiểu gây án. Công an huyện Nhà Bè, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ đối tượng Trần Thị Vân, ngụ thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Vân gặp ông Trần Văn Duồng bán vé số trên đường, nói là muốn làm từ thiện và kêu ông dẫn về nhà. Khi đến nhà ông Duồng, lợi dụng lúc ông không để ý đã trộm 59 tờ vé số và gần 1.500.000 đồng. Sau đó Vân tiếp tục lừa ông Duồng lấy xe chở về nhà để lấy tiền trả, rồi nảy sinh ý định cướp xe. Nhưng bị ông Duồng phát hiện tri hô thì bị bắt. Những lưu ý vừa rồi mong rằng sẽ hữu ích với mọi người đề phòng những hành động tinh vi của trộm cướp. Trong đó đáng ghi nhớ là nâng cao cảnh giác, giữ gìn tài sản để không kích thích lòng tham của các đối tượng. Thưa quý khán giả, cụ Trần Văn Thêm, 83 tuổi ở Bắc Ninh, người từng mang án quan giết người suốt hơn 40 năm, đã được bồi thường 6 tỷ 700 triệu đồng. Ngỡ rằng việc được xin lỗi, bồi thường sẽ chấm dứt quãng thời gian hơn 40 năm mang thân phận kẻ giết người quan. Nhưng mà cụ Trần Văn Thêm không ngờ chính số tiền này lại lôi mình vào sự phiền muộn khác đầy sự lắt léo. Ông Trần Văn Sáu là con của ông Trần Văn Thêm đã gửi đơn tố cáo cho rằng Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội bồi thường cho cụ Thêm 6,7 tỷ đồng
Nhưng khi cụ nhận tiền mang về đến nhà thì chỉ còn 4 sổ tiết kiệm với tổng trị giá là 2 tỷ đồng và 100 triệu đồng tiền mặt. Cụ Trần Văn Thêm cho biết, quá trình minh oan, cụ có thỏa thuận với ông Nguyễn Văn Hòa, phó giám đốc công ty luật Hòa Lợi, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, sẽ chia 40% số tiền được bồi thường. Ngoài ra, cụ cũng cho ông được một số tiền là 500 triệu đồng và 400 triệu đồng tiền mặt, tổng cộng là 900 triệu đồng. Theo cụ Thêm, ngoài 40% đã chia, hiện ông Hòa còn giữ của cụ một sổ tiết kiệm 500 triệu đồng và 520 triệu đồng tiền mặt. Cụ mong muốn ông Hòa trả lại mình số tiền này. Ông Hòa nói, hiện giờ chỉ còn giữ của cụ Thêm một sổ tiết kiệm 500 triệu đồng và sẽ trả lại cụ. Còn số tiền 520 triệu đồng trong số 60% của cụ Thêm, ông Hòa khẳng định không cầm, mà có thể do cụ Thêm tính toán nhầm. Thực tế, cụ mang về nhà được hơn 2 tỷ đồng, cụ dành gần như toàn bộ để phân chia cho các con. Hiện cụ chỉ giữ lại cho mình đúng 100 triệu đồng. Cho dù sự đời có lắc léo kiểu gì, việc cụ đồng ý chia 60% số tiền bồi thường quan cho hai người từng giúp mình trên hành trình minh oan rõ ràng có thể hiện trên giấy tờ. Nghe được xin lỗi công khai, mong muốn lớn nhất là sớm nhận được tiền bồi thường để có thể đi cảm ơn mọi người. Thế nhưng cuộc đời một lần nữa nếu cụ vào chuyện khổ đau, rắc rối khi chính con cháu cụ và người cụ từng hàm ơn khi minh oan lại đang lùm xùm câu chuyện bạc tiền. Cái oan 40 năm với những rắc rối hôm nay đã đẩy một người sống cuối đời trong nỗi buồn lo. Tin tức Đông Tây tiếp tục với các nội dung: doanh nghiệp đã lâm bệnh theo dịch tả heo châu Phi. Nên xây tuyến đường sắt cao tốc 350 km một giờ hay 200 km một giờ để tiết kiệm 32 tỷ đồng vẫn đang nhận được ý kiến tranh luận. Tin tức Đông Tây hôm nay có góc nhìn về vấn đề này. Thưa quý khán giả, tại buổi công bố báo cáo kinh tế vĩ mô quý 2 năm 2019 của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách ngày 11 tháng 7, các chuyên gia kinh tế đã có nhiều ý kiến khác nhau về dự án đường cao tốc Bắc Nam. Xung quanh vấn đề nóng tranh luận giữa Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch Đầu tư đang được dư luận quan tâm. Trong khi Bộ Giao thông Vận tải đề xuất phương án đầu tư dự án đường sắt cao tốc tốc độ cao trên trục Bắc Nam theo kịch bản 3 với tổng vốn đầu tư lên tới 58 tỷ đô la Mỹ, thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng có thể xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam với tổng số vốn đầu tư chỉ khoảng 26 tỷ đô la Mỹ, tiết kiệm tới hơn 32 tỷ đô la Mỹ. Theo nhận định của giáo sư tiến sĩ khoa học Lã Ngọc Khuê, dù tình hình kinh tế đã có nhiều thay đổi so với 9 năm về trước, nhưng Việt Nam vẫn là nước nghèo nhất trong lĩnh vực đầu tư đường sắt cao tốc. Chắc chắn vẫn còn nguyên đó những nguy cơ làm cho tính khả thi và hiệu quả đầu tư của dự án không được đảm bảo, thậm chí còn đem đến nhiều rủi ro, hệ lụy, tác động tiêu cực lên nền tài chính của quốc gia nếu như chưa có cách tính phù hợp với kinh tế hiện nay. Thế nhưng, Bộ lại đề xuất xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc 350 cây số giờ với vốn đầu tư 58 tỷ đô la Mỹ, vô cùng tốn kém, chỉ để vận chuyển hành khách nội địa và thời gian xây dựng 30 năm. Các chuyên gia cho rằng việc đề xuất này sẽ có nhiều rủi ro, tác động xấu đến nguồn vốn đầu tư phát triển. Nếu phải định quản đầu tư các công trình hạ tầng giao thông khác để tạo mọi nguồn lực cho đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam trong thời gian 30 năm, hoặc còn lâu hơn nữa sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế. Ngoài ra, do Việt Nam chưa có sự chuẩn bị đầy đủ để triển khai một tuyến đường sắt tốc độ cao nên sẽ mất chủ động, bị lệ thuộc vào công nghệ nước khác, không bảo vệ được quyền lợi và khả năng tự chủ của Việt Nam. Có thể thấy với vận tốc trung bình của tàu khách là 60 cây số giờ, Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh đi mất 30 giờ, tàu hàng còn chậm hơn, hệ thống đường sắt của chúng ta đã quá lạc hậu. Bên cạnh đó, hệ thống được xây dựng cách đây gần 100 năm với vận tốc 30-40 km một giờ. Bán kính đường cong, độ dốc, khổ đường 1m, nền móng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để tăng vận tốc tàu. Nên việc xây mới một tuyến đường khổ 1m4 với vận tốc trung bình 160-200 km một giờ, chi phí 26 tỷ đô la Mỹ theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để vận tải cả hành khách và hàng hóa là hết sức cần thiết, phù hợp với khả năng nền kinh tế,
và đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong hiện tại và cả trong tương lai. Theo báo cáo, sau khi kết thúc giai đoạn 1 của dự án, các đoạn Hà Nội, Vinh và Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có năng lực thông qua 364.000 hành khách mỗi ngày, trong khi dự báo số lượng hành khách trên đoạn tuyến này vào năm 2035 chỉ đạt 55.000 hành khách đến 58.000 hành khách một ngày, chưa sử dụng hết 16% công suất của tuyến. Do đó, việc đầu tư dự án ngay trong giai đoạn 1 theo bộ kế hoạch và đầu tư là đã quá dư thừa và lãng phí. Toàn bộ tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam chỉ dùng chở khách mà không giải quyết được tình hình vận tải hàng hóa để làm giảm chi phí vận tải và an toàn giao thông trên trục Bắc Nam. Với tốc độ khai thác 200 km/h, thời gian Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh chỉ mất khoảng 8 giờ là khá hợp lý. Do vậy, để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả đầu tư dự án, các chuyên gia khuyến nghị đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam cần thực hiện đúng các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có tốc độ khai thác từ 160 đến 200 km/h, làm giảm chi phí đầu tư, giảm chi phí vận tải của nền kinh tế, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Không nên xây tuyến đường sắt cao tốc 350 km/h theo phương án của Bộ Giao thông Vận tải, mà cần xây dựng tuyến đường sắt 200 km/h, chắc chắn sẽ có hiệu quả kinh tế xã hội rất cao. Không phải đi cạnh tranh mà giảm áp lực cho đường bộ đang quằn mình chịu một lượng vận chuyển hàng và hành khách quá lớn. Nếu cứ tình trạng này trong thời gian 30 năm tới, đường bộ sẽ luôn quá tải và còn phải đầu tư rất lớn như nâng cấp đường cao tốc từ 4 lên 6 làn xe, nâng cấp các tuyến khác từ 2 lên 4 làn xe, xây dựng thêm đường mới. Thực chất, đường sắt cũng không cần cạnh tranh với hàng không như tư vấn Bộ Giao thông nói, vì hai phân khúc khách hàng khác nhau. Hiện nay vẫn có nhiều kịch bản đưa ra cho hai phương án của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước, tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao, bảo đảm độc lập, khách quan với đơn vị tư vấn lập dự án này. Chọn sai phương án đầu tư đường sắt tốc độ cao dẫn đến lãng phí là có tội với dân, với nước. Với tâm huyết xây dựng đất nước tự cường vững mạnh, các ý kiến vẫn cần được tiếp thu để xây dựng. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp sản phụ tử vong tại hai địa phương, Bộ Y tế đã có các văn bản yêu cầu Sở Y tế Thanh Hóa và Sở Y tế Bắc Ninh báo cáo sự cố y khoa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành và Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Văn bản yêu cầu rõ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa kiểm tra xác minh thông tin về nội dung báo chí phản ánh về trường hợp một sản phụ đến sinh con tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vào sáng ngày 4 tháng 7 nhưng đã tử vong cả sản phụ và thai nhi sau khi sinh. Trong một công văn khác, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh kiểm tra xác minh thông tin về trường hợp sản phụ sinh năm 1986 có thai lần 2 đến sinh con tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh vào tối 8 tháng 7 và đã tử vong sau khi sinh, gửi báo cáo về Bộ trước 16 giờ ngày 16 tháng 7. Thưa quý khán giả, trưa qua, nhiều người dân ở khu vực Bình Trị, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương chứng kiến cảnh một cụ bà ôm mặt khóc nức nở. Trong khi đứa bé cứ vịn lấy tay bà, khiến cho nhiều người không kìm được cảm xúc, dù họ chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sự tò mò thôi thúc chúng tôi tìm hiểu mới biết đó chính là cảnh chia tay giữa cụ bà 63 tuổi với một đứa bé 4 tuổi. Phía sau đó là câu chuyện đầy cảm phục về cụ bà, người đã vượt hàng ngàn cây số đưa bé gia quy tìm được hạnh phúc. Câu chuyện đầy xúc động được bắt đầu vào tháng 5 năm 2016. Bà Nguyễn Thị Nhạ nghe tin anh Tê do hoàn cảnh gia đình nên có ý định đưa con trai Nguyễn Gia Huy, khi đó mới 9 tháng tuổi còn đang bú, về trại trẻ mồ côi. Để thuyết phục người cha, không để đứa bé phải vào trại trẻ, bà Nhạ đã đi vay mượn của hàng xóm đủ 50 triệu đồng, mang cho cha bé cùng lời hứa hẹn xem nhận là con nuôi. Từ suy nghĩ, không có tình thương nào quý hơn tình mẹ con, bà Nhạ lập tức cùng bé Gia Huy lên đường, hành trình tìm mẹ ruột, vượt ngàn cây số để từ tỉnh Phú Thọ vào tỉnh Sóc Trăng. Trải qua một thời gian tìm kiếm trong vô vọng, bà Nhạ cùng bé Gia Huy quay trở về ở tạm tại nhà người thân thuộc khu phố Bình Trị, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đến sáng ngày 14 tháng 7, một người phụ nữ tên là Huỳnh Thị Nhẫn đột nhiên xuất hiện trước mặt bà Nhạ, xưng là mẹ ruột của cháu Gia Huy, xin nhận lại bé. Chị Nhẫn nói rằng khi sinh bé Gia Huy chưa được một năm thì vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, bỏ nhau nên chồng đưa con về quê
và mất liên lạc từ đó đến nay. Sau khi xác định chính xác chị Nhẫn là mẹ ruột của cháu bé, bà Nhạ đã giao lại bé. Thế nhưng để bé Gia Huy đón nhận mẹ ruột của mình không hề dễ, bởi bé đã xem bà Nhạ là mẹ của mình. Một cuộc chia tay đẫm nước mắt giữa bà Nhạ và bé trai 4 tuổi khiến những người chứng kiến không thể kìm lòng. Sau khi nhận con, chị Nhẫn đã nhờ người gửi cho bà Nhạ 10 triệu để cảm ơn. Tuy nhiên bà Nhạ không nhận và nói rằng dù bà khó khăn nhưng không thể nhận, chỉ mong bé Gia Huy được hạnh phúc và có một tương lai tốt đẹp. Tấm lòng của một người dân đầy nghĩa tình, yêu thương không phải là sự chiếm hữu, mà chỉ cần nhìn người mà mình yêu quý hạnh phúc cũng đã đủ rồi. Đó mới là sự yêu thương thật sự. Thưa khán giả, giữa những bộn bề phức tạp trong xã hội hiện đại ngày nay, chúng ta vẫn đôi lúc bắt gặp những con người với những trái tim nồng ấm, dung dị, vẫn luôn sống, cống hiến hết lòng vì đời, vì người mà không chút vụ lợi riêng tư. Họ không cần được vinh danh, chỉ cần lặng lẽ trao đi những điều tốt đẹp. Thế nhưng chính những điều tưởng chừng nhỏ bé đó đã khiến cho cuộc sống xô bồ, đầy bon chen, nhiều góc khuất và hoài nghi của chúng ta càng thêm có ý nghĩa. Và sau đây, mời quý khán giả cùng đến với hai câu chuyện từ hai con người nhỏ bé thầm lặng như thế. Nhưng hành động của họ có thể lay động mọi trái tim, tạo nên cổ tích có thật giữa đời thường. Ông Phan Hữu Lạc, 65 tuổi, trú thành phố Quế, Thừa Thiên Quế, là cán bộ lão thành. Hai mắt của ông đã bị tổn thương do chiến tranh. Hơn 30 năm qua, mọi sinh hoạt trong đời sống của ông đều rất khó khăn. Người thứ hai không nhìn thấy ánh sáng như ông Lạc là anh Lê Phước Hiếu, 38 tuổi, trú huyện Phong Điền, Thừa Thiên Quế. Anh Hiếu mắc bệnh viêm nhiễm giác mạc nên phải mang cảnh mù lòa từ lúc 10 tuổi. 28 năm qua, anh Hiếu phải sống dựa vào người mẹ, cuộc sống rất khó khăn và chỉ mong chờ một phép màu. Và phép màu đã thực sự đến với ông Lạc và anh Hiếu vào ngày 8 tháng 7 sau ca mổ ghép giác mạc. Đôi giác mạc được ghép ấy, mỗi người được ghép một giác mạc là của cụ Nguyễn Văn Bồng, 83 tuổi, trú huyện Điện Bàn, Quảng Nam, vừa từ trần vào đầu tháng 7 năm 2019, hiến tặng. Các y bác sĩ đã nhanh chóng vượt hàng trăm cây số để cố gắng lấy giác mạc trong thời gian sớm nhất, chất lượng tốt nhất và cũng để hoàn thành tâm nguyện của cụ Bồng và gia đình. Được biết, cụ Bồng vốn là một chiến binh tham gia quân đội thời chống Pháp, chống Mỹ. Cụ tập kết ra Bắc vào năm 1954 và khi nghỉ hưu, cụ làm phó chủ tịch hội cựu chiến binh huyện Điện Bàn. Tính đến khi qua đời, cụ có 62 năm tuổi đảng. Và đây, hình ảnh ông Lạc dở òa trong niềm vui khôn tả khi nhìn thấy lại ánh sáng sau hơn 30 năm bị mất thị lực. Anh Hiếu cũng sung sướng nói rằng, từ nay anh được nhìn thấy cuộc đời, nhìn thấy tương lai phía trước. Cả hai chiếc giác mạc của người cựu chiến binh già đã đi qua hai cuộc chiến tranh, giờ vẫn tiếp tục sáng trên gương mặt của đồng đội và một thanh niên. Một cái kết có hậu và ấm lòng không chỉ cho những người trong cuộc mà còn là câu chuyện cổ tích giữa cuộc sống bộn bề này. Còn sau đây, thưa quý khán giả, một anh tài xế xe buýt khá đặc biệt đang được người dân Sài Gòn bình bầu là bác tài tốt bụng nhất Sài Gòn, vì anh không chỉ mua áo mưa cho khách đỡ ướt, bắt kẻ móc túi, đặt rổ tiền lẻ cho khách khó khăn hoặc lỡ không có tiền lẻ đi xe, mà hơn thế anh còn tham gia bắt cướp vì không chịu được chuyện bất bình, khiến cho ai nghe qua cũng thấy ấm lòng. Hơn 2 năm làm tài xế xe buýt tuyến 54 ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Lê Xuân Quy, 37 tuổi, quê An Giang, được nhiều người yêu mến vì như một lục chân tiên, luôn thấy chuyện bất bình chẳng tha. Và mới đây, khi đang lái xe buýt đến đoạn dốc cầu Kênh Tẻ, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, anh Huy phát hiện hai chiếc xe máy phi rất nhanh. Phía sau có một cô gái chạy bộ, đưa tay giới giới, vẻ mặt hốt hoảng. Quan sát qua gương chiếu hậu, anh phát hiện đây là một vụ cướp xe. Anh cho xe từ từ ép đối tượng vào lề, mau chóng lao xuống và đuổi theo khống chế tên cướp. Anh Huy kể, bé mất xe thì quảng hồn, cảm ơn rối rít. Hên là bắt được cướp chứ không con bé mất trắng cái xe, tội nghiệp.
ít ai biết, anh Huy có bằng trung cấp kế toán và đại học kinh tế luật, từng là phó phòng hành chính 12 năm trong một ngân hàng ở An Giang. Cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác khi gia đình đổ vỡ. Biến cố quá lớn và bất ngờ khiến anh nghỉ việc, lên thành phố tìm việc làm khác, rồi bén duyên với nghề tài xế. Anh Huy chia sẻ, từ lúc chạy xe buýt tuyến 54 đã bắt nhiều vụ móc túi và cướp giật. Cũng vì lý do này, không ít lần anh bị đe dọa cắt cổ, dọa giết. Vợ anh từng rất lo, khóc lóc, trách móc anh, làm việc bao đồng, không nghĩ tới vợ con. Anh chỉ cười nói, tôi nghĩ làm việc tốt thì sẽ nhận lại nhân quả tốt. Mình giúp nạn nhân lấy lại được tài sản thì cảm thấy vui và nhẹ nhõm lắm. Như lời anh nói, làm việc thiện sẽ nhận được nhân quả tốt. Sau thời điểm anh đánh lái giúp lấy lại xe cho cô gái bị cướp không lâu, thì con của anh nuốt phải bóng đèn LED của chiếc điện thoại đồ chơi vẫn còn hai khoen sắt. Cháu bé được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện huyện, sau đó chuyển lên tuyến trên và bóng đèn trôi qua cổ nhưng dính lại ở ruột của cháu và cả gia đình thấp thỏm chờ kết quả phẫu thuật. Và may mắn thay là ca phẫu thuật thành công, bóng đèn được gấp ra, con anh qua cơn nguy kịch. Bác sĩ nói may mắn bóng đèn rơi xuôi, nếu như rơi ngược lại, khả năng cháu mất là 90%. Sau vụ việc này, anh càng tin hơn vào việc làm phước đức thì trời sẽ thương. Nhưng cuộc sống luôn có những phép nhiệm màu như vậy. Công an thành phố Vũng Tàu cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phương, 53 tuổi, trú tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào chiều ngày 27 tháng 5, trong lúc hành nghề xe ôm, thì ông Phương phát hiện bà Sương là chủ tiệm bán trái cây trong chợ đang ngủ say. Ông đã đến lục soát chiếc giỏ sách của bà Sương, chiếm đoạt gần 70 triệu đồng. Quá trình làm việc với Phương, cơ quan công an đã phát hiện thu giữ 600 đô la Mỹ trên người y. Cơ quan công an nghi ngờ đây là tang vật của một vụ trộm cắp khác mà y đã thực hiện. Thưa quý khán giả, sau thời gian sử dụng công nghệ lọc của Nhật Bản, đoạn sông Tô Lịch những tưởng đã có những dấu hiệu đáng mừng khi ô nhiễm giảm, nước sông đổi màu, mùi hôi bớt nồng nặc, thì bỗng dưng mấy ngày nay, mực nước sông Tô Lịch đã quay lại mức bình thường và gần như không chảy. Điều đáng nói là dọc khu vực cống xả nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch xuất hiện nhiều cá chết nổi trên sông. Người dân khu vực này cho biết, từ ngày 13 tháng 7, ngay sau khi dừng bơm nước, nước không còn chảy, nước sông Tô Lịch bắt đầu cạn và đã thấy cá chết xuất hiện. Càng đến trưa, cá chết càng nhiều. Bà con đưa ra nhận định, có thể cá chết do tốc độ dòng chảy quá mạnh tại vị trí hai cửa xã từ Hồ Tây ra, nên cá đã bị va đập, mắc vào thanh chắn rác dẫn đến chết, bị trôi qua cống xuống cả khu vực thí điểm xử lý ô nhiễm bằng công nghệ Nhật Bản. Do trời nắng nóng nên cá bị phân hủy nhanh, bốc mùi hôi thối. Thông tin mới nhất về dịch tả heo châu Phi. Hiện tại, dịch bệnh này đang lây lan nhanh ra hầu hết các xã, phường, thị trấn. Cập nhật của chúng tôi là đang diễn biến phức tạp ngay ở tỉnh Phú Thọ. Mỗi ngày, trung bình có thêm từ 30 đến 40 ổ dịch mới xuất hiện, số lượng tiêu hủy ngày càng gia tăng. Nguyên nhân do có nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học chưa đồng bộ. Khi có heo bệnh, người chăn nuôi mời cán bộ thú y đến điều trị trước, không báo ngay chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn, nên dịch bệnh rất khó kiểm soát triệt để. Đại dịch tả heo châu Phi sau hơn 5 tháng hoành hành đã lan rộng trên khắp cả nước. Hiện chỉ còn tỉnh Ninh Thuận là chưa bị dịch. Người chăn nuôi heo sức mất sang bang vì những thiệt hại khó mà trông đếm được. Chủ cửa hàng, đại lý thức ăn chăn nuôi cũng lo lắng theo nông dân. Vậy còn các doanh nghiệp lớn thì sao? Liệu có đủ sức chống chọi trước cơn bạo bệnh này hay không? Mời quý khán giả xem qua phần tổng hợp sau. Chưa đầy một năm kể từ khi xuất hiện tại Trung Quốc, dịch tả heo châu Phi đã phá hủy 30% tổng đàn, tương đương với 200 triệu con. Thiệt hại nặng nề ảnh hưởng đến cả thế giới. Chính vì điều này, giá thịt heo tại thị trường này đã tăng lên tới 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Tác động khiến chỉ số giá tiêu dùng CPI cũng tăng lên 2,5%. Dự báo lạm phát Trung Quốc năm nay có thể lên đến 3%, con số cao nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Kịch bản xấu này hoàn toàn có thể xảy ra đối với Việt Nam, khi mà hiện nay số lượng heo bị tiêu hủy đã lên hơn 10% tổng đàn cả nước. Và hiện thì con số này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí để bù đắp lượng thịt thiếu hụt,
các doanh nghiệp đã phải tăng cường nhập thịt ngoại và các sản phẩm từ thịt chỉ hơn 23 triệu đô la Mỹ, tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời chữa lửa. Cục Chăn nuôi cho biết sẽ điều chỉnh chiến lược ngành chăn nuôi đến năm 2030, tầm nhìn 2040, trong đó sẽ giảm nuôi heo, tăng nuôi gia cầm và súc ăn cỏ. Nhưng liệu giải pháp này có khả thi khi mà tỷ trọng tiêu dùng thịt heo trong nước đang chiếm ưu thế và khó mà thay đổi thói quen của người dân? Dịch bệnh hoành hành, không chỉ nông dân mà cả các ông lớn trong ngành chăn nuôi cũng đều đứng theo. Điển hình nhất là tập đoàn Masan. Mới hồi cuối năm ngoái, doanh nghiệp này đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để xây dựng nhà máy tại Hà Nam. Sản phẩm thịt heo sạch chuẩn quốc tế Meat Delhi mà nhà máy đưa ra được kỳ vọng chiếm từ 5 đến 10% thị phần tại Hà Nội trong năm nay. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là mục tiêu khi mà ngày 12 tháng 4 vừa qua, doanh nghiệp này đã buộc phải ngừng cấp thịt heo vì dịch tả heo châu Phi lan tới Hà Nam. Không chỉ có vậy, theo Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam, sản lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi gia súc cũng giảm ít nhất 30%. Không chỉ nhu cầu yếu, nhiều đại lý còn đối mặt với kịch bản xấu là người chăn nuôi không trả nợ vì heo bệnh. Bên cạnh tác động xấu tới tình hình sản xuất, trên thị trường chứng khoán, các mã cổ phiếu của các doanh nghiệp chăn nuôi heo và sản xuất thức ăn cũng khá yếu, thậm chí là bị tê liệt vì ảnh hưởng của cơn bão dịch tả heo châu Phi. Đơn cử như công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xuất sản Vissan, từ đầu năm đến nay hầu như không có cổ phiếu nào được giao dịch, thậm chí giá cổ phiếu còn giảm mạnh từ 43.900 đồng một cổ xuống còn 36.000 đồng một cổ. Vài nét chấm phá nhưng cũng đủ cho thấy sức công phá của cơn đại dịch tả heo châu Phi đang hoành hành nước ta từ đầu tháng 2 cho tới bây giờ. Ngày nào chưa khống chế được dịch bệnh thì những con số thiệt hại, những thống kê ảnh hưởng của nền kinh tế chúng ta vẫn chưa dừng lại. Không chỉ người chăn nuôi, đại lý thức ăn mà cả những ông lớn trong ngành chăn nuôi, chế biến thịt heo, thức ăn gia súc cũng lâm bệnh. Điều này khiến cho ngành nông nghiệp dường như khó trăm đường. Vậy nên, mục tiêu tiên quyết ngay lúc này là căng mình với các giải pháp phòng chống, quyết bảo vệ 90% còn lại trong tổng đàn heo của cả nước được an toàn trước cơn bạo bệnh mang tên dịch tả heo châu Phi. Thưa quý vị, từng là dòng xe được giới trung lưu và thượng lưu ưa chuộng, du nhập vào Việt Nam từ những năm 50 trở đi của thế kỷ trước. Các dòng xe như là Seat, Mobilet nhanh chóng được thị trường Việt Nam đón nhận, nhất là ở Sài Gòn gia đình lúc bấy giờ. Thật không khó để có thể bắt gặp những hình ảnh người dân đèo các con xe này qua từng ngõ ngách phố phường. Giờ đây, khi các dòng xe máy cổ Nhật lại chiếm thị phần lớn, thay thế hoàn toàn các dòng xe cũ, thì nhiều người lại có thú chơi thích săn lùng và sử dụng các dòng xe Mobilet hay là Seat này. Và anh Trần Ngọc Bình ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cũng không ngoại lệ. Mê xe này từ năm học lớp 6, nhưng khi ấy còn đang bận việc học và gia đình cũng không đủ điều kiện. An Bình đành gác lại đam mê của mình. Đến khi trưởng thành, anh mới có dịp thực hiện ước mơ của mình. Chiếc xe đầu tiên mà anh sửa là Mobilet T xanh. Để có một con xe mới hoàn chỉnh, anh phải đi làm mướn mới có tiền mua phụ tùng sửa chữa. Ngót nghét 3 năm trời, anh mới hoàn thành. Đến năm 2007, anh quyết định mở căn tiệm để người chơi xe tìm đến sửa chữa. Mặt khác, để những người mê xe cổ hợp mặt trao đổi kinh nghiệm với nhau. Do tốn nhiều thời gian phục chế cũng như bước phụ tùng, lắp ráp, nên mỗi tháng anh chỉ xuất được khoảng 2 chiếc cho khách. Không chỉ nhận sửa và lắp ráp xe cho các tỉnh lân cận như thành phố Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, anh còn có khách tận Vĩnh Phúc và Hà Nội. Sở dĩ khách ở xa tìm đến anh cũng bởi phần dịch vụ về sau của cả con xe này được anh bảo hành trọn đời nên người chơi rất yên tâm. Tiếp tục chương trình là tiết mục câu chuyện sau bức ảnh. Thưa quý khán giả, những mối tình thời chiến hay thời bình mà phải xa cách vì bất cứ lý do gì đều để lại những khắc khoải khôn nguôi. Mới đây, có một cựu binh người Mỹ mong muốn tìm lại bạn gái đã cách xa 52 năm với kỷ vật là những bức ảnh cũ. Và cô gái trong ảnh là ai? Và mong quý khán giả đang xem chương trình truyền hình, nếu là người thân, hãy liên lạc với chúng tôi để cựu binh Joe Ruby có được ngày đoàn tụ.
Joe là người Canada theo quân Mỹ đến Việt Nam trong thời gian từ tháng 8 năm 1966 đến tháng 7 năm 1967 và quen với cô gái Việt tên Chu Kim Dung. Họ gặp nhau lần đầu tiên tại EM Club dành cho lính Mỹ ở Long Bình, Đồng Nai. Ngay lần đầu gặp, chàng trai 21 tuổi đã trúng xét ái tình của Kim Dung. Năm đó 19 tuổi và là ca sĩ chính trong một ban nhạc. Ngay giây phút nhìn thấy cô ấy, trái tim tôi đã đập thình thịch. Bài hát tiếng Pháp cô ấy hát trên sân khấu tôi cũng biết nên hát theo. Sau đó tôi bắt chuyện với Kim Dung và vui mừng khi cô biết tiếng Pháp. Lê Phong Ít có thể là tên ban nhạc của bà Kim Dung, vì ông Joe Roby không nhớ rõ. Tuy nhiên đây là bức ảnh thời trẻ của người yêu mà ông đã giữ gìn cẩn thận suốt 52 năm qua. Trong trí nhớ của anh lính Joe Roby lúc đó, Kim Dung vừa biểu diễn ở Long Bình, vừa xuống Sài Gòn đi học. Cô đi bằng xe buýt. Chỉ trong mấy tháng quen nhau, tình cảm ngày càng lớn. Joe thậm chí đã ấp ủ ý định cầu hôn. Tuy nhiên tháng 4 năm 1967, ông báo cáo cấp trên về tình cảm với một cô gái Việt, liền bị điều quân tới Quảng Nam, rồi Kon Tum, và sau cùng về nước nên hai người dần mất liên lạc. Cụ binh Joe Roby năm nay đã ở tuổi 73. Ông kể rằng thời điểm năm 1966, lúc tham chiến ở Việt Nam, ông là một nhân viên y tế. Hình bóng cô thiếu nữ Việt tên Chu Kim Dung vẫn thường trực trong trái tim ông. Đó là một cô gái thanh lịch, giỏi tiếng Pháp. Ông cũng cảm nhận được tình cảm mà cô dành cho ông qua bức thư cô gửi trong lần ông về quê nhà Canada dưỡng bệnh. Bức thư làm Joe Roby xao xuyến và ông luôn cất giữ bên mình hơn 50 năm qua. Sài Gòn ngày 22 tháng 11 năm 1966. Anh Joe thân mến, anh thật tử tế vì đã viết thư cho em. Em rất xúc động khi anh vẫn còn nhớ em và mọi thứ nơi đây. Anh đừng buồn khi ở bên đó. Người nên buồn là những người ở lại. Một ngày đều nhìn những thứ gợi nhớ đến người đã xa. Em rất vui vì vết thương của anh không gây phiền hà gì lắm. Một kỳ nghỉ ở Canada vào thời gian này là phần thưởng tuyệt vời dành cho anh. Hãy chụp ảnh nếu anh trượt tuyết và gửi cho em. Thật tuyệt nếu em có thể ở đó. Em sẽ hát ca giữa những bông tuyết trắng, trong chiếc đầm trắng, một đôi bút trắng. Một quang cảnh thần tiên chỉ trừ mái tóc của em, đúng không? Thật tốt nếu anh có thể tới đây vào tháng 1. Nhưng dù anh có quay lại hay không, hãy nhớ rằng vẫn luôn có một người con gái ở bên kia địa cầu mãi nhớ đến anh và tình bạn của anh. Thưa quý vị, bức thư với những lời lẽ nhẹ nhàng nhưng chất chứa tình cảm nồng nàn của cô gái Việt, Joe Roby cho biết dù chưa kịp nói lời cầu hôn, nhưng bao nhiêu năm qua ông luôn nhớ đến bà Kim Dung và ký ức ngọt ngào khi ở Việt Nam. Hiện tại, Joe sống một mình tại bang Massachusetts của Mỹ sau khi trải qua hai cuộc hôn nhân và bốn người con đều đã trưởng thành. Hỏi về lý do mà nhiều năm gần đây, ông Joe Roby đã về đến Việt Nam nhiều lần để tìm người yêu cũ. Ông nói rằng, tôi muốn tìm lại để chắc chắn bà ấy còn sống và hạnh phúc. Nhưng mấy chục năm xa cách, tìm người yêu chỉ mong được thấy người thương còn sống và hạnh phúc. Tâm tình của ông Roby thực sự khiến cho người ta cảm động.